sim số đẹp giá gốc tại simdoanhnhân.vn, đăng ký chính chủ miễn phí giao sim toàn quốc. Mua sim số đẹp chọn sim Doanh Nhân, truy cập ngay link ở phần mô tả video để chọn sim nhé. Chào các bạn, hãy tưởng tượng rằng bạn có siêu năng lực đặc biệt, đó là bạn có thể đọc sách và ghi nhớ gần như toàn bộ nội dung của cuốn sách đó. Dù 1 năm, 5 năm sau, bạn xem lại vẫn ngay lập tức nhớ rõ. Nghe thì có vẻ hư cấu phải không? Nhưng trong video này, mình sẽ chỉ cho các bạn bí quyết để hoàn toàn có thể làm được như vậy. Đương nhiên là cái năng lực này thì không mấy người sinh ra đã có, nhưng nó lại hoàn toàn có thể học được và rèn luyện được. Có thể các bạn không biết, mỗi ngày mình phải đọc và nghiền ngẫm rất nhiều tài liệu, sách báo, sau đó chia sẻ lại cho các bạn theo cách dễ hiểu nhất. Có nhiều bạn đã công nhận rằng mình có cách giải thích khá là dễ hiểu, biến một kiến thức phức tạp trở nên đơn giản. Vậy thì mình đã làm điều đó như thế nào? Ngay bây giờ, mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Giờ mình hỏi bạn như thế này, nếu bạn lấy một cuốn sách ra đọc, thì bạn sẽ đọc nó như thế nào? Phải chăng là bạn sẽ pha một tách cà phê, rồi ngồi lên cái ghế chiêu chiêu bên cửa sổ, rồi ngồi và thưởng thức cuốn sách? Nghe thì có vẻ như mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cách này thì chỉ áp dụng cho việc đọc tiểu thuyết, đọc truyện ngắn, đọc mấy cái ngôn tình thôi. Chứ còn bạn đọc tài liệu, đọc sách khoa học mà đọc kiểu vậy thì mình cam đoan là chỉ có tối đa 15 phút sau là bạn ngủ như lợn chết. Các bạn để ý mà xem, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, người ta ngồi đọc sách luôn luôn ngồi trên bàn, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, cặm cụi đọc. Chứ còn ngồi đọc chiêu chiêu thì chỉ có mấy em bikini cầm sách làm màu để chụp ảnh đăng lên Facebook thôi. Vậy phải đọc sách như thế nào? Thì mình chia ra làm 6 cấp độ cụ thể như sau. Cấp độ 1 là đương nhiên là cứ cầm sách lên đọc, chẳng nghĩ gì, chẳng chuẩn bị gì. Và việc đọc này thì thôi, nó cũng chẳng có hiệu quả gì đâu. Bạn mong cứ đọc rồi chữ nó tự ngấm vào não à? Có mà ngấm vào mắt. Cấp độ 2 là bạn chuẩn bị các mục tiêu, đặt ra các câu hỏi cần cuốn sách giải đáp. Ví dụ bạn đọc cuốn sách giải quyết 50% vấn đề của bạn, thì bạn hãy hỏi rằng, giờ tôi mua 2 cuốn về đọc thì có giải quyết được hết 100% vấn đề không? Nếu không thì cuốn sách này có những phương pháp nào để giải quyết vấn đề? Các bạn hình dung như thế này. Trước đây ông sếp mình bảo mình ra đường đứng 5 phút rồi về. Mình cũng làm theo. Sau về ông ấy hỏi đường rộng bao nhiêu, có bao nhiêu xe chạy qua, xe công của đối tác chở hàng về có vào được không? Và mình câm nín không trả lời được. Vì có để ý quái gì ngồi cô em váy ngắn đang nhảy TikTok bên kia đường đâu. Còn tưởng đâu ông sếp bảo xuống xin info em này. Thế là rút kinh nghiệm, lần sau ông sếp bảo gì mình cũng hỏi mục đích, hoặc là chủ động tìm những cái liên quan đến công ty để thu thập thông tin. Chứ làm việc mà mơ màng không có mục đích thì thôi, khỏi làm còn hơn. Đọc sách nó cũng vậy. Đọc là phải đặt ra cho mình câu hỏi là mình muốn cái gì ở cuốn sách. Khi bạn đặt câu hỏi như vậy thì não bạn bắt đầu bám sát vào câu hỏi. Não sẽ lướt qua các trang sách để tìm ra cái nội dung cho câu trả lời. Vì vậy bạn sẽ không bị phân tâm, không bị lan man, vì não nó đang tập trung dò tìm đáp án cho câu hỏi. Thêm nữa là nên đọc các mục lục trước để xác định nội dung tổng thể của cuốn sách là gì, rồi sau đó mới đưa ra những câu hỏi thật sự đúng trọng tâm. Rồi, thế nhưng mà đọc thế này thì vẫn không hiệu quả nếu bạn chỉ làm có mỗi như vậy, mà ở cấp độ thứ 3 là bạn phải đánh dấu lại, dùng bút phản quang đánh dấu những đoạn quan trọng. Nhiều bạn tiếc sách, sợ đánh dấu làm nó bẩn, nó xấu, nó mất zin. Thì đừng có nghĩ như vậy, sách là để cung cấp kiến thức. Bạn có sách mà không học được gì thì mới biến cuốn sách trở nên vô dụng. Chứ bạn gạch xóa nó mà giúp đọc lại kiến thức thì cuốn sách đó mới là sách hay, mới là sách có giá trị. Ngoài ra đánh dấu sách cũng cần phải có kỹ thuật. Theo mình thì bạn không nên đánh dấu cả, mà chỉ nên đánh dấu một từ thôi. Như vậy sau này bạn xem lại, não bạn sẽ phải đặt câu hỏi, ủa từ này có ý gì mà mình lại đánh dấu nhỉ? Từ đó não sẽ tự lục lại trí nhớ để tìm ra câu trả lời, giúp bạn nhớ lại nhiều kiến thức hơn. Ví dụ, thay vì đánh dấu câu cuốn sách nguyên vẹn là cuốn sách vô dụng, thì bạn chỉ cần đánh dấu chữ nguyên vẹn. Sau này đọc lại chữ nguyên vẹn, bạn sẽ bắt não nhớ ra câu này, thậm chí còn phải nhớ ra ý nghĩa sâu sắc của nó. Đó là cấp độ 3. Tuy nhiên, nếu cũng chỉ đánh dấu như vậy thì bạn lại cũng chẳng khá hơn được nhiều đâu. Đúng là đánh dấu sẽ giúp bạn sau này dễ trả lại hơn, nhưng hãy tự hỏi rằng, có bao giờ bạn đánh dấu một cuốn sách xong mà bạn mở ra để đọc lại không? Một cuốn, hai cuốn thì còn có thể,
chứ bạn đọc 100 cuốn thì đố bạn mà mở ra từng cuốn để đọc lại chỗ mình đánh dấu. Cho nên để hiệu quả thì bạn phải thực hiện tiếp cấp độ 4, đó là ghi lại nội dung quan trọng. Tốt nhất là bạn nên ghi vào giấy nhớ. Như vậy sau khi đọc xong một cuốn sách, bạn sẽ có một tập giấy nhớ chứa nội dung quan trọng của nó. Bây giờ thì thay vì bạn phải mở sách ra đọc để nhớ lại kiến thức, thì bạn chỉ cần mở cái tập giấy nhớ ra. Nó vừa ngắn gọn vừa xúc tích, lại rất dễ đọc. Bạn chỉ mất vài phút để đọc lại là có thể nhớ được nội dung của cuốn sách. Bên cạnh đó, việc trực tiếp viết lại bằng tay thì sẽ khiến não của bạn ghi nhớ hiệu quả hơn rất nhiều. Cái gì tự tay mình thực hiện đều khiến não ấn tượng hơn. Giống như bạn ngồi xe với người khác thì bạn sẽ không nhớ đường đâu. Nhưng nếu bạn tự tay lái xe thì khả năng là bạn sẽ nhớ rất cao con đường đó. Tóm lại là đến cấp độ 4 là bạn sẽ phải có một tập hợp giấy nhớ cho từng cuốn sách. Và sau này bạn muốn đọc lại thì cứ mở giấy ra là xong. Chỗ nào không hiểu thì mới mở sách ra để đọc lại chi tiết. Các bạn thấy, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học người ta đọc sách là ngồi trên bàn nghiêm túc, cặm cụi cắm mắt và dò tìm trên trang sách. Bên cạnh đó họ cũng luôn có bút và sổ để ghi chép. Tuy nhiên, cái này thì vẫn chưa hiệu quả, kể cả khi đã vào thẻ nhớ rồi thì bạn vẫn không bao giờ lấy ra đọc lại. Thế cho nên, để hiệu quả hơn nữa thì bạn phải sắp xếp, phân loại các tập giấy nhớ cho từng cuốn sách sao cho thật khoa học và dễ dàng lấy ra để đọc. Chứ còn cứ nhét kín trong tủ thì có khi lại biến nó thành tài liệu khảo cổ. Ngoài việc sắp xếp các tập giấy nhớ theo từng lĩnh vực, từng chuyên mục thì bạn cũng nên chụp ảnh nó và lưu giữ gọn gàng trên điện thoại. Làm như vậy bạn có thể mở ra đọc ở bất cứ đâu. Còn nếu bạn cài thêm chế độ tự động nhắc nhở đọc lại thì sau này bạn có quên, điện thoại cũng sẽ chủ động nhắc để bạn đọc lại thôi. Giống như lâu lâu Facebook nhắc lại kỷ niệm 1-2 năm về trước. Như vậy vô tình bạn sẽ có cơ hội đọc lại những gì mình đã đọc. Chứ đọc một cuốn sách xong thấy nhiều kiến thức thú vị quá, ok, lưu lại, sau này chẳng bao giờ nhớ tới nó thì cuối cùng cũng là phí thời gian vô ích. Thế nhưng kể cả bạn đã làm như vậy thì vẫn có thể chưa hiệu quả nếu bạn chưa đạt đến cấp độ cuối cùng. Đó là cấp độ 6, ứng dụng kiến thức trong sách. Nhiều ông đọc sách xong lên mạng chém gió như đúng rồi. Bao nhiêu triết lý trong sách đọc như con vẹt chẳng sai một chữ, nhưng lại không áp dụng được nó thì cuối cùng cũng chỉ là con vẹt thôi. Để việc đọc sách không vô nghĩa thì bạn phải đọc xong là nghĩ cách đưa nó vào hoàn cảnh thực tế. Nhưng để làm như vậy thì cái đầu tiên là bạn phải hiểu rõ những gì cuốn sách viết. Nếu bạn không hiểu sách viết gì thì chắc chắn là bạn đọc sẽ không bao giờ nhớ được. Nên khi đọc tài liệu mình phải hiểu rõ mọi thứ trong đó. Có hiểu rõ thì sau này mình mới giải thích lại cho người khác dễ hiểu được. Chứ nếu đọc không hiểu thì làm sao có thể giải thích cho người khác. Và khi hiểu rồi thì rất dễ nhớ. Cũng giống như bạn học toán, học lý, học hóa. Nếu bạn không hiểu một khái niệm nào đó thì khi thầy cô hỏi lại bạn sẽ không nhớ để trả lời. Nhưng đã hiểu rồi thì tự dưng bạn hình dung trong đầu ra ngay và thậm chí có thể tự định nghĩa cho nó. Tiếp theo, khi đã hiểu rồi thì phải tìm cách áp dụng. Việc áp dụng sẽ khiến não bạn phải làm việc hơn rất nhiều và từ đó giúp bạn ghi nhớ lâu hơn. Ví dụ như bạn đọc được bí kíp tán gái rằng muốn chiếm được trái tim nàng thì phải gây ấn tượng ngay ban đầu. Thế là bạn áp dụng ngay, mới hôm đầu tiên gặp nàng bạn đã khoe ngay rằng anh mới nhảy được con SH, em thấy có đẹp không? Thì chắc chắn là dù bạn gái có phản ứng thế nào thì bạn cũng không bao giờ quên được cái bí kíp tán gái này. Đó là hiệu quả rất rõ ràng trong việc ứng dụng ảnh hưởng đến ghi nhớ. Thế nên mỗi khi đọc cái gì, mình thường tìm ví dụ sát với cuộc sống, sát với thực tế. Thậm chí mình còn tưởng tượng ra một tình huống mình đang áp dụng nó trong đời thực. Và đó là tất cả những gì cần làm nếu bạn muốn nhớ thật lâu, thật sâu, thật phê những gì đã đọc. Rồi, hãy xem video này là một cuốn sách. Giờ bạn có nhớ lại mình đã đọc được điều gì không? Thì để mình nhắc lại cho bạn một lần nhé. Đọc sách có 6 cấp độ. Cấp độ 1 là cứ đọc thôi và nó không hiệu quả. Cấp 2 là hãy đặt ra các câu hỏi trước khi đọc. Nó giúp bạn đọc tập trung hơn và nhanh hơn, bớt mơ màng. Cấp độ 3 là trong lúc đọc thì đánh dấu lại những phần quan trọng. Cấp độ 4 là ghi nội dung ra các tờ giấy nhớ. Sau khi đọc xong một cuốn sách, bạn sẽ có một tập giấy nhớ ngắn gọn xúc tích. Sau này muốn đọc lại chỉ cần đọc cái tập giấy nhớ đó rất là nhanh mà lại hiệu quả. Cấp độ 5 là phải sắp xếp theo từng chuyên mục, từng chủ đề, từng lĩnh vực, rồi chụp ảnh đưa nó vào điện thoại, đặt lịch nhắc nhở đọc lại. Như vậy dù mình có quên thì vẫn có thằng nhắc mình phải nhớ lại. Và cuối cùng là phải vừa đọc vừa ứng dụng. Cách tốt nhất và dễ nhất là hãy tưởng tượng ra những tình huống bạn có thể áp dụng, rồi áp dụng nó trong đời thực thì càng tốt.
Các bạn hãy thực hành rồi chia sẻ lại cảm nhận nhé. Chúc các bạn học tốt. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.